Chào các bạn, trong video bài học hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về các điều khoản, các loại chứng từ, các loại giá và các phương thức thanh toán khi quản lý đơn hàng hay purchasing, đặt mua vải, đặt mua nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp. Thực ra những cái loại tài liệu này, những cái loại chứng từ này thì nó liên quan nhiều đến xuất nhập khẩu, nhưng quản lý đơn hàng vẫn phải biết. Bởi vì khi mà chúng ta đàm phán sourcing, chúng ta đặt mua vải, đặt mua nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp, thì chúng ta cần phải biết những cái chứng từ này, những cái phương thức thanh toán này và những cái loại giá này để làm việc với nhà cung cấp. Thì cái quan trọng nữa là khi mà chúng ta tính costing của sản phẩm, tức là chi phí của sản phẩm, thì nó liên quan đến giá của vải và giá của các loại nguyên phụ liệu. Chính vì thế cho nên là chúng ta bắt buộc phải biết tất cả những cái lý thuyết này. Trong phần 1 video bài học thì mình sẽ chia sẻ những cái lý thuyết chung, mình sẽ up lên YouTube. Còn phần 2 là đi phân tích những email thực tế của quản lý đơn hàng làm việc mà liên quan đến tất cả những cái kiến thức này, bao gồm từ sheet này trở đi. Thì bởi vì là email nó nội bộ cho nên mình chỉ có thể chia sẻ được ở trong khóa học thôi. Các bạn thông cảm, bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết của bài học. Đầu tiên là những cái loại tài liệu, những cái loại chứng từ là documents. Khi mà chúng ta tiếp nhận một cái đơn hàng của khách hàng thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cái cách để mà tiếp cận cái đơn hàng của khách hàng như thế nào rồi, bao gồm những cái loại tài liệu nào rồi. Thì hai trong số đó, đó là Buyer PO, tức là Purchase Order, hay là BOM, tức là Bill of Material, là hai cái loại tài liệu của khách hàng mà nhất định phải có, không thể thiếu được. Ví dụ như là Buyer PO thì trong này chúng ta sẽ có số màu, số cỡ, số lượng theo từng màu, số lượng theo từng cỡ, và chúng ta sẽ có ngày xuất hàng, rồi địa điểm xuất hàng. Thì khi mà chia sẻ với các bạn về PO, nghiên cứu về PO, thì mình cũng đã chia sẻ rất là kỹ. Có những cái loại PO thì chúng ta chỉ có thể hiện cái những cái nội dung mà mình vừa nói bên trên, ví dụ màu, cỡ hay là ngày xuất hàng, địa điểm xuất hàng. Có những cái loại PO thì nó còn thể hiện rất là nhiều những cái chi tiết khác, ví dụ như là gì, nó miêu tả là chi tiết, từng chi tiết này thì bao gồm cái gì, có nghĩa là miêu tả sẵn cả cái gì, cái những cái yêu cầu về sản phẩm, thì chúng ta phải chắc chắn là phải làm chính xác theo những cái yêu cầu của khách hàng ở trong PO. Hay là về BOM, BOM tức là Bill of Material, thì trong đó sẽ có danh sách từng loại nguyên phụ liệu một đó, đi kèm với cái định mức, thì chúng ta sẽ dựa trên đó và chúng ta nhân với đơn hàng, thì chúng ta sẽ đặt hàng với nhà cung cấp, đặt vải với nhà cung cấp, đặt nguyên phụ liệu với nhà cung cấp. Chính vì thế cho nên là hai cái loại tài liệu này là hai cái loại tài liệu không thể thiếu được. Và khi chúng ta đặt hàng thì bắt buộc là phải có hai cái loại tài liệu này. Và mình cũng đã phân tích rất kỹ ở những bài học trước rồi. Sau khi mà chúng ta dựa trên hai cái tài liệu này thì chúng ta tạo ra cái PO để mà đặt vải với nhà cung cấp, Fabric PO hay là Fabric Purchase Order, tức là cái đơn đặt hàng vải với nhà cung cấp vải. Thì ở phần sau mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái Fabric PO nó cụ thể là nó như thế nào. Hay tương tự như vậy, nó là cái đơn đặt nguyên phụ liệu, Material Purchase Order, thì đơn đặt nguyên phụ liệu nó cụ thể nó như thế nào. Khi mà chúng ta gửi cái PO vải hay PO nguyên phụ liệu cho nhà cung cấp thì họ sẽ gửi lại cho chúng ta một cái hóa đơn chiếu lệ, nó là PI, nó là Pro Forma Invoice, tức là hóa đơn chiếu lệ. Thì lúc này nhiều công ty còn yêu cầu phải có PI Confirm. Nếu là cái hóa đơn chiếu lệ thì nhiều khi nó là cái báo giá của khách hàng, bởi vì trong đó thể hiện gì? Thể hiện những cái thông tin là số lượng đơn hàng của bạn là bao nhiêu, thông tin của bên bán, thông tin bên mua, hình thức thanh toán, thời gian giao hàng, hình thức giao hàng, vân vân. Thì trong đó nó bao gồm là cái, trong cái hóa đơn chiếu lệ đó thì
Đầu tiên nó là mang là tính chất là báo giá. Khi mà PI đã confirm thì nó đã đóng vai trò như là cái hợp đồng, cái contract, là cái lúc đó PI. Thì cái PI sẽ được phát hành ở thời điểm đầu, tức là khi mà chưa sản xuất thì người ta phát hành là PI. Thế còn khi mà chuẩn bị giao hàng và khi mà hàng hóa đã sản xuất xong, chuẩn bị giao hàng, thì lúc đó người ta sẽ phát hành cái commercial invoice, tức là cái hóa đơn thương mại, để các bạn phân biệt được hai cái loại hóa đơn này. Commercial invoice và PI nó khác nhau. Có những nhà cung cấp thì thay vì phát hành PI, họ sẽ phát hành cái sale order, tức là cái đơn đặt hàng. Họ sẽ yêu cầu bạn là ký xác nhận, confirm cái sale order cho họ. Ok, khi mà hàng sản xuất xong thì như mình vừa nói đó, những cái chứng từ mà bắt buộc phải có đối với những cái hàng sản xuất xong và chuẩn bị xuất cho bạn thì đó là commercial invoice, tức là hóa đơn thương mại ấy, là packing list, là danh sách đóng gói, hay là nếu vận chuyển theo đường biển thì chúng ta sẽ có BL, tức là bill of lading, tức là cái vận đơn đường biển. Khi mà chúng ta nhận hàng ấy thì chúng ta phải surrender cái bill này, và surrender này là phải mất tiền nha. Thì khi đó chúng ta mới nhận được hàng, thì lúc đó là surrender bill of lading. Nếu mà vận chuyển theo đường hàng không thì chúng ta sẽ có airway bill number, tức là vận đơn đường hàng không. Với từng mặt hàng khác nhau và với từng cái quốc gia sản xuất khác nhau thì chúng ta, những cái loại nguyên phụ liệu của chúng ta phải có cái chứng nhận xuất xứ, thì nó là CO và nó là Certificate of Origin, tức là cái chứng nhận xuất xứ là hàng nước này, hàng cái mặt hàng này là được sản xuất từ cái nước nào. Nó sẽ liên quan đến cái việc đánh thuế của sản phẩm đó. Tùy vào từng quốc gia thì chúng ta sẽ có những cái CO khác nhau và sẽ có mức đóng thuế khác nhau. Ok, đó là về cái quy trình là của purchasing khi mà đặt hàng, hay là quản lý đơn hàng khi mà đặt vải, hay là đặt nguyên phụ liệu. Phần sau thì mình sẽ đi kỹ hơn là chi tiết là đặt như thế nào và tất cả những cái loại chứng từ này nó sẽ bao gồm những cái gì. Tiếp theo là về cái payment, là thanh toán, là về hình thức thanh toán. Chúng ta có hình thức thanh toán mà thông dụng nhất, đó là TT payment. TT payment là Telegraphic Transfer Payment, tức là chuyển tiền điện tử. Thì chúng ta có hai dạng là TT payment before shipment, tức là chuyển tiền trước khi mà xuất hàng. Thì tùy vào từng nhà cung cấp khác nhau, có những nhà cung cấp thậm chí người ta yêu cầu các bạn là phải chuyển tiền đặt cọc từ khi mà trước khi sản xuất, hoặc là có những nhà cung cấp họ yêu cầu là các bạn chuyển tiền rồi họ mới xuất hàng, sau khi hàng đã sản xuất xong rồi nhưng mà vẫn phải chuyển tiền mới xuất hàng. Còn cái loại thứ hai là TT payment after shipment, tức là sau khi mà xuất hàng cho các bạn thì lúc đó là mới thanh toán. Và cái ngày thanh toán được tính từ cái ngày mà dựa trên cái ngày ETD, tức là Estimate of Delivery Date, là cái ngày mà giao hàng. Ok, thế thì có những cái loại after shipment cụ thể là sau ngày xuất hàng 30 ngày, 45 ngày, 60 ngày hay 90 ngày. Và tốt nhất thì chúng ta là người đi mua nguyên phụ liệu, mua vải, cho nên là chúng ta cố gắng làm sao đàm phán được cái ngày xuất hàng, được cái ngày thanh toán mà chậm nhất, có nghĩa là có thể là 90 ngày sau cái ngày xuất hàng thì là tốt nhất. Bởi vì khi đó thì đương nhiên rồi, thanh toán, mình đi mua hàng mình thanh toán chậm thì mình sẽ có lợi thế, vân vân. Tiếp theo, một cái hình thức thanh toán nữa mà dành cho những cái giao dịch mà lớn thì sẽ là LC. LC là thư tín dụng, là LC là viết tắt của từ Letter of Credit, tức là thư tín dụng. Thì đây là những cái loại mà
phát hành của ngân hàng của hai đầu, ngân hàng của nhà cung cấp và ngân hàng của người đi mua. Thì đây là những cái thanh toán mà dành cho những cái giao dịch lớn. Và có một cái loại hình thanh toán nữa, đó là DP payment. Đó là Documents Against Payment, tức là giao tiền thì mới giao chứng từ. Ok, đó là một số cái hình thức thanh toán. Mình chỉ chia sẻ ra đây thôi. Còn cụ thể hơn ấy, thì ở trên Google rất là nhiều rồi. Thì các bạn có thể dựa vào những cái loại hình này mình liệt kê ra, thì các bạn muốn tìm hiểu thêm thì lên Google. Thì mình tránh cái bài học nó quá dài. Và sau phần 2 nữa thì mình sẽ có những cái đi chi tiết hơn để mà giải thích thêm cho các bạn nữa. Tiếp theo là về các điều khoản thương mại quốc tế, là Incoterms hoặc Incoterms, tức là những cái điều khoản thương mại quốc tế. Và hiện tại thì chúng ta vẫn theo cái Incoterms 2010, tức là cái điều khoản thương mại quốc tế 2010. Ok, thì ở trong này nó có cái sơ đồ rất là rõ ràng với những cái hình thức giao hàng rất là rõ ràng. Một bên là seller và một bên là buyer, tức là bên này là nhà máy của người bán và bên này là nhà máy của người mua. Cái hình thức giao hàng đầu tiên là hình thức Ashwork. Ashwork là giao hàng tại xưởng. Đây các bạn nhìn đây, Ashwork là giao hàng tại xưởng nha. Cái hình thức thứ hai đó là giao hàng lên tàu, free on board. Free on board, giao hàng lên tàu là hết trách nhiệm, tức là từ xưởng của người bán và vận chuyển đến cái freight carrier là cái đơn vị vận chuyển thứ nhất, và chuyển đến gì? Chuyển đến cảng thì sẽ giao hàng lên tàu là hết trách nhiệm, đó là free on board. Thì cái hình thức mà free on board này nó là cái hình thức phổ biến, gần như là phổ biến nhất. Thì chúng ta lưu ý ở từng cái sheet này thì mình cũng đã có cái những cái phân tích rất là chi tiết về từng cái loại hình mà cái hình thức giao hàng, thì các bạn có thể là tham khảo chi tiết thêm ở đây. Tất cả những cái hình thức giao hàng này mình đều đã thể hiện rất là chi tiết ở từng cái sheet này rồi. Đó, hình thức giao hàng tiếp theo đó là hình thức delivery at terminal, tức là giao hàng tại bến. Giao hàng tại bến thì đây là cái giao hàng tại bến, và cái hình thức này ấy, thì là bến, cái bến mà chúng ta phải, mà nhà cung cấp supplier phải giao cho chúng ta thì là do chúng ta chỉ định. Thì có thể là bến, có thể là đầu này, có thể là đầu này, do chúng ta chỉ định. Và cái này ấy, ở đây ấy, nó sẽ không bao gồm gì? Không bao gồm hải quan. Custom unpaid. Custom là hải quan và unpaid là không chi trả. Custom unpaid, không chi trả phí hải quan, phí thông quan. Hình thức giao hàng tiếp theo đó là cost and freight, tức là tiền hàng và cước phí. Cost and freight thì cái này nó sẽ giao hàng tại cảng của người nhận, cảng của người mua. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ tính cái phí vận chuyển. Nó là cái transport paid. Transport paid này là cái phí vận chuyển nha. Và một cái loại giá mà tiếp theo nữa và cũng rất là phổ biến, đó là cái giá mà giá tiền hàng, tiền bảo hiểm và tiền cước. Cost, insurance and freight, tức là cái cost là tiền hàng, insurance là bảo hiểm và freight tức là cước phí. Thì cái giá này là giao đến tận, vẫn là giao đến tận cái cảng của người mua. Tuy nhiên thì giá này nó đã bao gồm cả thuế này, đã bao gồm cả vận chuyển và bảo hiểm rồi. Ok, một tiếp theo này, một số cái hình thức giao hàng này nữa thì nó, giá này nữa thì nó không phổ biến lắm, nhưng mà vẫn có thì mình sẽ đi chia sẻ tiếp này. Cái giá free alongside ship, tức là giao hàng dọc mạn tàu.
Thì cái hình thức giao hàng này ấy, cái giá này ấy, thường là áp dụng cho vận tải biển hoặc là gì, hoặc là vận tải đường thủy nội địa thôi. Còn nếu mà chúng ta mua hàng overseas thì nó sẽ khác, nó không áp dụng trong cái giá này. Tiếp theo là free courier. Free carrier là giao hàng cho người chuyên chở. Đây cái first carrier thì giao hàng cho người chuyên chở là hết trách nhiệm. Tiếp theo có cái hình thức carrier pay to, tức là giao hàng cho người chuyên chở và cái tiền cước ấy thì sẽ chuyển đến đâu đó, thì sau đó người ta có quy định riêng là carrier pay to, hay là hình thức carrier insurance pay to, tức là cước và bảo hiểm thì sẽ trả tới cái những cái địa chỉ yêu cầu. Ok. Một hình thức giao hàng nữa đó là delivery sorry, delivery at place, tức là giao hàng tại địa điểm yêu cầu. Delivery at place, giao hàng tại địa điểm yêu cầu. Về cái hình thức mà carrier pay to thì sẽ bao gồm cái transport pay, là cái transport pay là cái phí vận chuyển nhé. Thế còn cái hình thức mà carrier insurance pay to là cái hình thức cước phí bảo hiểm trả tới, thì sẽ bao gồm transport and insurance paid, tức là cái phí vận chuyển và cái phí bảo hiểm nữa, bởi vì ở đây có insurance. Tiếp theo về cái delivery at place, tức là giao hàng tại cái địa điểm, thì cũng là cái địa điểm của người mua yêu cầu, thì giống như cái hình thức phía trên, nó là đây delivery at terminal, tức là giao hàng tại bến, thì nó không bao gồm cái custom. Custom là phí hải quan, phí thông quan là custom unpaid, không bao gồm phí hải quan thông quan. Một cái hình thức giao hàng tiếp theo nữa là cái DDP, tức là delivery duty paid, là giao hàng tại đích đến và đã nộp thuế, đã bao gồm thuế rồi. Ok, thế thì chi tiết của từng cái hình thức giao hàng thì các bạn chịu khó đọc thêm ở trong cái những cái sheet bên cạnh này, hoặc là gì, hoặc là chúng ta có thể là search ở trên Google để chúng ta có thể hiểu thêm là cái điều kiện giao hàng này, cái giá này nó là cụ thể là như thế nào này đó, rồi trách nhiệm của bên bán, trách nhiệm của bên mua, cái tiền ở cái việc là các rủi ro trong cái điều kiện giao hàng hay bảo hiểm nó như thế nào, thì ở trong từng cái sheet này đã viết rất là rõ rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc cái phần lý thuyết chung ở đây. Thế còn chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, là cái phần mà dành cho các bạn học viên, là đi phân tích chi tiết những cái email mà quản lý đơn hàng đã làm việc dựa trên những cái lý thuyết này.